Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh làm vườn S Garden nhé. Đây là cây hoa dâm bụt đang có nụ này. Đó, đây là dâm bụt vàng, một trong những giống hoa dâm bụt hiện nay được ưa chuộng nhất, bởi cây hoa dâm bụt nó có màu sắc rất là đẹp, bông kép to và dễ trồng. Thoạt nhìn thì các bạn có thể thấy là cây dâm bụt này nó rất là xanh tốt đúng không ạ? Và đang có nụ, tuy nhiên đây không phải là cây đâu, mà đây mới là một cái cành chiết. Đó, mình mới chiết được một ít cành. Đây, tất cả toàn bộ những này, những cái cành này là cành chiết nhé, mới được cắt ra và mình dâm vào đây nó khoảng được chục ngày. Để nhân giống cây hoa dâm bụt thì có hai cách chủ yếu, đó là phương pháp chiết cành và phương pháp dâm cành. Tuy nhiên đối với cái hoa dâm bụt màu vàng như này thì phương pháp dâm cành nó tỷ lệ sống của nó rất là kém, do đó thì chủ yếu là dùng phương pháp dâm cành. Còn đối với những cây dâm bụt khác như là cây dâm bụt màu hồng, màu đỏ và các loại hoa dâm bụt đơn kép, trừ cái giống hoa dâm bụt vàng này ra, thì dâm cành, việc dâm cành nó rất là dễ dàng. Chúng ta có thể cắt thành những đoạn khoảng 15-20cm, chúng ta có thể dâm vào chỗ mát, thì cây nó lúc đó thì cái cành đó nó sẽ sống được. Tuy nhiên thì đối với cây dâm bụt vàng thì nó lại rất là khó sống nếu mà chúng ta dâm bằng phương pháp dâm cành. Do đó thì đối với cây hoa dâm bụt vàng, chủ yếu người ta dâm, người ta nhân giống bằng phương pháp mà chiết cành nhé. Đây, bây giờ mình thử xem nào, những cái cành chiết của mình hiện tại thì nó dễ, nó ra làm sao nhé. Đây là mình dâm nó tất vào trong một cái chậu như này. Đó. Và mấy hôm nay thì trời mưa rất là nhiều, do đó thì mình chưa trồng. Đây. Wow, rễ nó rất là chặt nhé. Có lẽ là mình phải lấy cái chân mình giữ lại. Đây. Ồ, rất là chặt quý vị và các bạn ạ. Wow, rễ rất là dài này. Đấy, và nó rễ nó rất là chặt, và mình nhổ này thì nó cũng đứt một số cái rễ nhỏ. Tuy nhiên thì việc trồng như này nó sẽ rất là đảm bảo. Đó. Đây là những cây, những cành dâm bụt được chiết cành, hiện tại thì nó đang mọc ra rất là nhiều rễ này. Và cành này nó dài khoảng bao nhiêu này? Đây là cành một thân dài khá thẳng, 2, 4, 6, khoảng 60 phân nhé. Đó. Wow, rễ rất là dài này, các bạn thấy chưa? Rễ rất là dài. Cành rất là tươi, rễ rất là dài, rất là đẹp nhé. Đó. Như thế này mà trồng thì cây nó sẽ rất là đảm bảo các bạn. Mình bổ tiếp cây thứ 3. Đó. Rễ mọc rất là đẹp luôn. Đó. Cành này thì các bạn có thể làm dạng chi. Dạng chi, chúng ta có thể bấm cái ngọn, sau đó cho nó xòe ra dạng một thân tán tròn. Đấy, xòe đều tròn, sau này thì sẽ được cây dâm bụt rất là đẹp. Đó là những cây dâm bụt cũng là dạng chi ấy. Nếu mà quý vị và các bạn mà có nhu cầu mà cầu trồng cái hoa dâm bụt kép màu vàng này, thì mình sẽ chia sẻ một ít cành chiết này để các bạn trồng. Tại vì ở vườn nhà mình khá là nhiều, nó khá là nhiều ấy. Lần này thì cũng chiết được không nhiều lắm đâu, nhưng mà do nó khá là nhiều ở vườn, mình không muốn trồng thêm nữa. Nên các bạn có thể
Nếu mà muốn trồng thì có thể liên hệ với mình ở cái số Zalo mình để ở trên màn hình, hoặc có thể đặt ở phần dưới phần mô tả nhé. Rồi thì sau mình sẽ để địa chỉ liên lạc ở phần màn hình, hoặc là phần mô tả, hoặc là phần comment ở phía dưới để các bạn liên hệ. Rồi video của mình đến đây là tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Nếu quý vị và các bạn lần đầu tiên mà xem kênh, chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video mới nhất của kênh, đồng thời ủng hộ kênh nhé. Tạm biệt.